Liên quan đến hoạt động xây dựng cầu đáy kính không có giấy phép ở trong thắng cảnh cấp quốc gia thung lũng tình yêu mà truyền hình nhân dân đã từng phản ánh. Ngày 20 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra thông báo yêu cầu chủ đầu tư công ty cổ phần du lịch Thành Công Lâm Đồng thực hiện tháo dỡ công trình cầu treo đáy kính không phép trong thắng cảnh này. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, dù đã quá hạn 60 ngày kể từ ngày bị lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng công ty cổ phần du lịch thành công Lâm Đồng vẫn không xuất trình được giấy phép xây dựng được cấp hoặc điều chỉnh. Do đó, thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt trong hạn 15 ngày, phía công ty phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình phần công trình xây dựng vi phạm. Hết thời hạn này, công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.